Chào tất cả các bạn nhé, đã trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay là mình cùng các bạn đi xem cách ghép đôi cho dúi này và mổ sinh sản này. Ghép những cặp đôi với nhau. Bên này phụ nữ chữa này đang ngủ rất ngon bạn nhé. Đây, chú vú này rất là ngoan hiền các bạn nhé. Rất là ngoan luôn. Bên này là đàn vú con ngậm cho hạt ngô. Đôi ghép này có vẻ không hợp nhau cho mà cắn nhau ạ. Để cho nó chút thức ăn. Rất là tuyệt vời. Chú dùng rất là ngoan thôi. Thank you.
Bắt nốt con đực bên này ghép sang đi. Ghép giúp con đực xong rồi. Không biết có hợp nhau không? Không. Đây con bằng cười nhau. Đừng sợ của nó đi, ngu quá. Nó cắn nhau thì nãy kêu. Con kia đâu à? Con mút con kia là có cắn đâu. Mộ này nó cắn rồi đấy. Mấy con nhỏ có cắn không? Con xin.